Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2018. Em cập nhật rất là nhiều loại lan rừng về để chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì thông tin cơ sở lan rừng chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ bán hàng, gửi hàng qua bên bưu điện hoặc Viettel Post. Đi cho tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc, rồi sẽ có bên bưu tá họ giao hàng tận tay các bạn và thu tiền hàng và tiền cước trực tiếp nhé các bạn nhé. Và các bạn đặt hàng thì xin hãy gọi điện vào số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn này. Vào thời gian gần đây thì hầu như phiên nào em cũng bận rộn nên là việc để tiếp nhận các đơn hàng của các bạn qua Zalo thì em sẽ không tiếp nhận được nhé. Ở trong Zalo thì em chỉ tiếp nhận những phản ánh trực tiếp của các bạn. Nên là các bạn đặt hàng thì hãy vui lòng gọi vào số điện thoại nhé. Không đặt hàng qua số Zalo hoặc là comment ở dưới các clip. Tại vì comment ở dưới các clip thì tất nhiên cơ sở chúng em sẽ không bao giờ nhận đơn hàng ở các comment đấy. Mà những cái comment mà các bạn có cho cả số điện thoại với cả địa chỉ chi tiết của các bạn ấy thì không nên comment vào đấy nhé các bạn nhé. Đó, bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng của em ngày hôm nay luôn cho các bạn. Và hôm nay cũng là ngày 15. Trong ngày 15 hôm nay vào khoảng 17:30 19:30 thì có trận bóng của đội tuyển Việt Nam chúng ta với Malaysia đá tại sân Mỹ Đình nữa, nên là đến khoảng giờ đấy thì cơ sở chúng em sẽ tắt điện thoại mà xem đá bóng để ủng hộ cái niềm đam mê của hầu như là phái mạnh chúng ta. Thì hôm nay em cũng có giảm giá một số mặt hàng, giảm giá rất là tốt luôn cho các bạn. Và có những mặt hàng em mới cập nhật về, hàng cực kỳ đẹp luôn. Cơ sở chúng em thì luôn luôn có hàng đẹp rồi, còn hàng thanh lý thì bán sau. Cứ bán hàng đẹp trước đã, đúng không? Như đây em giới thiệu luôn cái mặt hàng đầu tiên là lan lông trắng nhé các bạn nhé. Lan lông trắng hiện giờ đang nụ hoa nhé. Đấy, lan lông trắng. Hiện giờ thì em vẫn chưa lọc hàng, có cả hàng thanh lý ở trong này thôi. Thì hàng mà em gửi đi cho các bạn thì sẽ phải là hàng, hàng nó phải liền nhau, đúng không? Có kém lắm thì nó cũng phải như thế này, đúng không? Còn hàng thanh lý thì đây, hàng thanh lý thì bác nào lấy thì giá là 350 một kg. Còn hàng đẹp thì là giá là 550 một kg nhé. Hoàng thảo lông trắng. Mà thôi, hôm nay em giảm giá cái hàng thanh lý còn 300.000 một kg. Cho bác nào yêu thích thì em giảm giá cái hàng thanh lý. Hàng thanh lý thì nó sẽ gồm 1-2 tép như này, là 300.000 một kg. Còn hàng 550 là những cái hoàng khóm, sẽ có từ khóm nhỏ này trở lên nhé các bạn nhé. Hàng đẹp, hàng 550 có thân hoa để chơi mà không dập gãy nhé các bạn nhé. Là hàng đẹp đấy, hàng đẹp thì kể cả trong những rề mà nó bị gãy một đôi chút này thì nói chung là chúng ta vẫn có thân hoa để chơi, mà nó liền rề thì chúng ta chơi nó sẽ khỏe hơn. Mà hàng rỗng thì khó ghép, đúng không? Đấy, có hàng dề, hàng giống luôn. Còn ở đây em còn có trâu. Trâu tí nữa em giới thiệu cho các bạn sau nhé. Về lan đài trâu tí nữa em giới thiệu cái lan chi tiết cho các bạn, có cây nhỏ và cây to nhé. Còn đây là kim điệp nhựa, em chưa lấy ra hết này. Kim điệp nhựa lấy về nhiều. Còn ở đây là trầm vàng. Trầm vàng hôm nay em còn chừng này thôi. Trầm vàng hiện giờ thì cây đang bắt đầu lên những cái mầm cây con nhé các bạn nhé. Nên là những cái đầu thân già này này, đây là những cái đầu thân già này nó đã nở hoa rồi. Nó gãy nó không quan trọng các bạn nhé. Về chúng ta nuôi những cái mầm cây con này để sắp tới là vào tháng 6 là cây sẽ nở hoa nhé các bạn nhé. Tháng 6 sắp tới nó sẽ nở hoa những cái mầm non này nhé. Nên là về chúng ta cố gắng chúng ta chăm sóc cây phát triển khỏe mạnh thì nó sẽ ấy. Tất nhiên là hàng dề thì nó có nhiều thân già thì nó sẽ nuôi mầm cây con sẽ rất là tốt. Kể cả các bạn treo không ghép vào cái gì hết, không tưới gì hết thì nó vẫn lên mầm
khỏe mạnh cho chúng ta. Nhưng mà trong vòng 1-2 năm thôi là cây nó sẽ bị yếu, nên là chúng ta sẽ cần phải trồng vào giá thể để chăm bón, để tưới cho cây ăn thì cây nó mới khỏe khoắn, sống lâu năm, cho hoa đẹp. Trầm vàng có giá là 500.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn ở đây là trầm tím Myanmar. Trầm tím Myanmar, lô hàng này là lô hàng đẹp, không phải là hàng xấu, nên có giá cũng rất tốt. Đấy, trầm tím Myanmar, hàng đẹp, không gãy thân hoa. Đây, thân hoa đây. Đấy, đấy, dề này, thân hoa đây. Đấy, thân hoa này, mơn mởn này. Có gãy thì nó cũng chỉ gãy ở phần đầu ấy nhé các bạn nhé. Đây, như dề này, những dề to này thường hay bị gãy ở phần đầu này. Đấy, nó bị gãy ở đầu ngọn. Đấy, dề to, có dề to này. Các bác là thích mua nhiều. Ở đây có bốn, có mỗi 4 dề này. Mỗi dề này phải vào hơn cân mỗi dề. Còn hàng đây, khóm nhỏ cỡ này trở lên này. Đấy, thân hoa không không phải gãy nửa thân này, mà nó gãy đầu hoa nữa nhé. Nó gãy đầu ngọn nữa nhé các bạn nhé. Này, đấy, thân nó chỉ dài chừng này mà nó gãy mất 1-2 đốt ngọn này. Thì vẫn ok nhé các bạn nhé. Hàng đẹp, giá cũng đẹp, 850 1 kg. Mấy phiên trước thì hàng xấu xấu lôm côm hơn thì em bán có 800 1 kg thôi. Nhưng mà lô hàng này lấy đắt quá thì phải bán 850. Em phải có lời một chút thì em mới chia sẻ các bác được chứ nhỉ, đúng không? Đấy, thân hoa này nhá. Thân hoa này bị gãy này. Em sẽ lại phải lọc ra để bán hàng thanh lý. Đấy, để sau. Hàng thanh lý chắc chỉ được tầm khoảng 1-2 kg gì đấy chỗ này. Còn ở đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hôm nay bán giảm giá kịch sàn cho các bạn, 160.000 1 kg. Đấy, bác nào ôm vào vườn luôn thì ôm đi. Còn có cả hàng đẹp, hàng dề nhé các bạn nhé, không phải là hàng rời xấu hết đâu nhé. Đấy, sơn thủy tiên bán giảm kịch sàn cho các bạn là 160.000 1 kg. Còn ở đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa ở lô này cực kỳ là đẹp luôn, nên là bác nào mà trồng chơi thì lấy luôn luôn này nhé. Đấy, kim điệp nhựa hiện giờ là nó đang bắt đầu ra mắt nụ nhé các bạn nhé. Đây này, đây mắt nụ đang sưng sưng này. Đấy, mắt nụ đây nhá. Đây, như thân này có hai mắt nụ này, bên này một mắt, bên này một mắt này. Đó, đây dưới này mắt nữa này. Đây, thân này không biết là ra chưa. Thân này thân tơ, chưa ra, sang năm ra thân này. Đấy, kim điểm nhựa đang sưng mắt nụ rồi nhá. Có những mắt nụ cũng khá dài rồi. Lúc nãy em lọc ra thấy khá dài. Đây này, đấy, mắt nụ đây. Đó, đấy, mắt nụ nhá các bạn nhá, đang sưng nhá. Có mắt nào to quá hay bị rụng ạ. Tại vì khai thác vận chuyển thì nó sẽ bị rụng mất mắt. Rất là tiếc. Nên là bác nào mua thì mua luôn lô này. Tại vì lô sau mà nó mà ra dài, mắt nụ nó mà ra dài quá rồi thì thường thường nó hay gấy hết. Mà lô này cực kỳ đẹp luôn, giá 250 1 kg. Và còn đây, kiều vàng. Kiều vàng chủ yếu là cây nhỏ này, cho vườn được rất là nhiều đầu cây luôn này. Đấy, hôm nay em bán giảm giá kịch sàn cho các bạn. Cây nhỏ nữa nên là 101 1 kg nhé. 110.000 1 kg, giảm giá kịch sàn cho các bạn. Kiều vàng nhé các bạn nhé. Đấy, đó, lan kiều vàng. Đấy, có cả cây nhỏ, cây to có hết. Đấy, vụn vặt một chút thôi nhưng mà được nhiều đầu cây tơ. Có cả nhỏ nhất là cỡ này, nhưng mà cỡ nhỏ đấy thì cực kỳ là ít thôi. Tại vì dân họ khai thác cây nhỏ này thì gọi là nó, họ ở trên cây cao ấy, họ móc xuống thì nó rơi xuống thì nhặt về thôi. Thì nó có lác đác một vài cây nhỏ, nhưng mà chủ yếu đều là cây chung chung cỡ này trở lên. Nó phải dài chừng cỡ 20 phân trở lên nhé các bạn nhé. Còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hôm nay cũng bán giảm cho các bạn là 20.000, là còn 280.000 1 kg nhé các bạn nhé. Là hoàng thảo vôi nhé. Đó, đấy, hoàng thảo vôi nhà em đây. Hoàng thảo vôi thì nó sẽ có gãy dập đôi chút nhé các bạn nhé. Tại vì cái thân nó rất giòn về cái hoàng thảo vôi. Đấy, như những khóm như này đây thì
nó gãy tả tơi quá rồi thì em sẽ phải bỏ ra nó cho vào hàng thanh lý. Còn thường thường thì nó sẽ bị gãy giữa thân này, cũng nói chung là tỷ lệ nó rất là ít thôi, không nhiều đâu. Em tìm xem nào, em tìm một cây nào đấy làm ví dụ, toàn cây nhỏ không bị gãy này. Đấy, cây này liền dề này, nó bị gãy một chút này, nhưng mà không sao cả. Về chúng ta ươm ki nhá. Cái thằng này với cái thằng long tu thì ươm ki nó lên ác lắm. Đấy, ươm ki ươm cây con lên ác lắm các bạn ạ. Không, hình như không có cây gãy, ít quá không có cây gãy luôn. Đây đây bị gãy đầu ngọn này. Đấy đấy, 281 kg hoàng thảo vôi kim điệp nhựa, giới thiệu các bạn này nhỉ. Còn ở đây là kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà nha em đây. Hôm nay em cũng bán giảm giá kịch sàn cho các bạn, 190.000 một kg. Kiều mỡ gà, hàng xanh mướt đẹp nhá, không phải là hàng xấu nhá. Chứ không phải là thấy giảm giá mà hàng xấu đâu. Đấy, hàng mướt đẹp luôn, kiều mỡ gà. Kiều vuông nhá. Còn đây nhất điểm hoàng. Hàng đẹp, to đều, khỏi phải cởi ra xem nữa, giá rất là rẻ. Giảm giá cho các bạn còn 100.000 một kg. Đấy. Nhất điểm hoàng nhá. Còn đây là tóc tiên, lẫn lộn đè hết vào nhau này. Đấy. Tóc tiên này. Tóc tiên bắc cái đuôi, gọi đuôi chuột này, nó đây, bán solo các bạn. Như thế này. Bình thường giá 150 thì nay em bán giảm kịch sàn cho các bạn còn 130.000 một kg nhá. Đấy. 130.000 một kg. Chắc chỗ này chỉ được chừng 2 cân rưỡi gì đấy. Chắc phải đến 3 cân, 3 cân ạ. Nó bị đè chỗ này nó, chắc được 3 cân. Bác nào ôm luôn thì ôm đi. Còn ở đây là cái long tu xanh hoa tím. Mặt hàng này thì không thể giảm giá được. Hàng này thì hàng Bắc, tại vì hàng Bắc thì không có nhiều đâu các bạn ạ. Cái thân này thân gì đi, không biết, là không phải là long tu. Đấy, hàng Bắc thì thân to mập mạp nhé các bạn nhé. Mà lúc gửi hàng đi thì trong thùng nó nóng, trên xe vận chuyển nó nóng thì những cái thân già nó sẽ hay bị thối nhé các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm, những cái thân già này nhỡ nó mà bị thối thì các bạn cắt bỏ nó đi. Chúng ta nuôi nuôi thân tơ này, sắp tới chúng ta chơi hoa vào tháng 2 nhé. Long tu xanh, thân xanh hoa tím này có giá là 300.000 một kg. Đấy, hàng xanh đẹp. Đấy, thân tơ đây. Thân tơ thì nhìn nó khác hoàn toàn với thân già nhé các bạn nhé. Thân già thì xanh mướt này, thân tơ nó có một cái lớp kiểu như là giấy nó bọc này, có một lớp màng nó bọc này. Đấy, chúng ta rất dễ là phân biệt. Nên là các bạn nào mà không thích lan thối nhún thì tốt nhất là đừng mua cái loại này. Đấy. Còn bác nào hiểu về lan rồi thì hắn mua cái loại này. Tại vì đi gửi đi rồi, các bác lại bảo là ui trời thối hết rồi, không còn một cọng nào. Chụp ảnh về cho em vẫn còn xanh mướt cái thân tơ, kể cả nó gãy như này nó cũng không thối được nhá. Đấy. Thế là không nhận hàng. Mỗi một cái phí ship, một cân hàng này nó vào 60 đến 90 nghìn một kg, ai chịu cho, đúng không? Đấy. Còn ở đây là long tu xuân. Long tu xuân hoa vàng đây. Đây là hàng thanh lý. Hàng hàng giống, cây nhỏ, cây gãy dập. Đấy, cây gãy dập như này em cũng phải bỏ vào đây để bán hàng giống cho các bạn này. Đấy, hàng nhỏ, hàng gãy dập giá là 200.000 một kg. Còn ở đây hàng đẹp, dài, mướt mát, dài từ 20cm trở lên, nhưng cây ngắn là cực kỳ là ít luôn. Cái này toàn là 30, 40, 50, 60cm, không có hàng ngắn cút củ nữa bên kia. Cái này thì có giá là 250.000 một kg. Long tu xuân hoa vàng nhé các bạn nhé. Đấy, toàn hàng đẹp thôi. Tiền nào của đấy, các bác chơi hàng đẹp thì có hàng đẹp cho các bác chơi, mà các bác thích ghép số lượng nhiều. Kiểu nhà vườn lấy hàng giống thì lấy cái loại 200, còn đây hàng đẹp 250. Đây hoàng thảo môi tua. Kiều môi tua, em xin lỗi, không phải kiều môi tua nhé. Kiều môi tua thì nó khác hơn. Kiều môi tua thì giá nó đắt hơn thằng này nhiều lắm. Thằng này là hoàng thảo môi tua. Môi tua thì bông của nó chỉ là môi tua thôi, cái môi nó tua thôi, không, cánh nó không tua. Cái kiều môi tua thì cái cánh của nó tua.
Đấy. Hoàng thảo mỗi tua này có giá là xem nào. 120.000 1 kg. Hôm nay hình như là bán giảm giá này. Em chả nhớ rất rõ giá nữa nào. 120.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp bán xả hàng cho các bác ạ. Bình thường 150 1 kg, nay bán 101 1 kg. Giảm giá cho các bạn. Đây là hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc cho hoa cánh trắng, họng tím. Có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Hoàng thảo ý ngọc đây. Còn thành từng bó em chưa cởi ra lọc hàng, lọc hàng sau. Còn đây là cái kim điệp xuân. Kim điệp xuân hàng rời rạc. Nói chung là hàng rời rạc, hàng giống rồi. Đấy, vẫn còn những khóm to lắm. Chỗ này chắc chỉ còn chừng khoảng 4 cân. Thì em bán giá thanh lý cho các bạn 80.000 1 kg. Bác nào hốt luôn thì hốt nhá. 80.000 1 kg. Còn cái này là phi điệp vàng ở giữa. Phi điệp vàng dài dài đây. Đẹp. Thân đẹp mướt mát này. Tất nhiên là những cái thân già này nó sẽ bị gãy. Và bây giờ đang lên những mầm cây con. Có những cái mầm nào mà nó bị gãy như này á, thì các bạn cũng yên tâm rằng là nó sẽ lại lên những cái mầm mới thôi nhá. Đấy. Phi điệp vàng. Nay em cũng bán giảm giá các bạn luôn 120.000 1 kg. Còn chừng khoảng 5 cân. Còn đây là lan u lồi. Hoàng thảo u lồi. Hôm nay không có hàng đẹp, chỉ có hàng giống thôi các bạn ạ. Cái này là một khóm ý ngọc nó lấn vào đây này. Đấy. U lồi cái này là bị gãy thân hoa nhé các bạn nhé. U lồi gãy thân hoa, hàng giống, cây nhỏ nữa này. Đấy, cây nhỏ rất nhiều luôn. Hàng giống này. Thì nay em bán giảm giá kịch sàn cho các bạn là 180.000 1 kg nhé. Bạn nào lấy thì lấy luôn nào. Đấy, 180.000 1 kg. Đây, vẫn còn có cả hoa cả ấy bình thường nhá này. Thân già dài thế kia mà thân tơ nó bị gãy hết này. Cái này, chỗ này nó vào 3 thân tơ luôn. Đây đang nụ hoa này. Vẫn còn nụ hoa để chúng ta chơi nhá. 180.000 1 kg thôi. Còn đây là lan ý thảo 3 màu. Ý thảo 3 màu thì không bao giờ gãy được. Tại vì cái thằng này thân giòn quá. Đây này, nó bị gãy khá là nhiều thân tơ. Chúng ta về nuôi giống nhá. Đây. Ý thảo 3 màu có giá là 100. Không phải. Nhập vào đất 180 thì phải bán 200 cho các bạn nhé. 200.000 1 kg. Cái này là do nó bị gãy nhiều quá nên là thôi, em cũng bán gọi là lấy một chút lời cắt tỉa chứ chẳng có lời gì để vào túi nữa. Móm mồm rồi. Các bác mà không lấy thì em cũng phải cho vào vườn thôi. Ý thảo 3 màu rất là đẹp luôn, dài đẹp nhưng mà bị gãy nhiều. Nói chung là tỷ lệ gãy của nó là gần như là đi khoảng một nửa hàng gãy. Cái này vẫn còn lấn cả đây hạc vĩ. Đây, đây một thân hạc vĩ nó bị lấn. Đấy, nó bị gãy khá là nhiều nên là em bán giá là 200.000 1 kg thôi. Đấy, không bao gãy cho các bạn được. Đây này, dài như này mà nó cũng gãy này. Đấy, thấy chưa? Nó gãy ngay đây này. Đó. Gãy gập luôn đây này. Đó. Có thân thì nó gãy 2-3 khúc, có thân nó lại lành. Đấy cơ. Nên là chúng ta lấy giống. Và đây em đưa các bạn xuống đây chúng ta xem về cái trâu. Cái này là trâu rừng đã được ghép nuôi trồng ở trong vườn, bóc trụ ra nhé các bạn nhé. Nói chung đã được nuôi cấy ở trong vườn và nay họ bóc ra để họ bán cho chúng ta những cái cây trâu đẹp. Đấy, lá to chưa? Lá to đẹp. Đấy, trâu này, cây to này. Mỗi một cây, mỗi một cặp trâu như vậy em bán giá là 420.000 1 kg nhé. Bây giờ đang nụ này. Đấy, các bác thấy nụ nó ở trong chưa? 420.000 một cặp nhé các bạn nhé.
420.000 đấy. Đấy. Hai cây như vậy là 420.000, nụ đang trong này. Nói chung tỷ lệ nụ của nó thì nó chưa đồng đều cho lắm đâu các bạn ạ. Nó thì đang cây có cây không nên là, nhưng mà trong lúc gửi hàng thì em sẽ cố gắng lựa hàng làm sao mà có một cây có cho các bạn. Nếu mà các bạn lấy một cặp, còn hai cặp thì chắc chắn phải cố gắng làm sao lấy cho các bạn được một hai cây, nhưng mà gần như là tất cả đều có, đang có nụ hết rồi. Đang nụ ở trong rồi. Đây này, cây này nó nụ ngay ngoài này, ngoài lá này. Đấy. Đấy, cây này nụ ngay ngoài lá này. Đấy. Còn tất cả nó đều có nụ ở trong hết này. Đấy, lá to. Đồng đều nhau hết nhá các bạn nhá. 420.000 một cặp thôi. Còn đấy, cây này cũng đang nụ này. Đấy, cây nào đang nụ thôi. Còn đây, thằng này đây nó nở hoa này. Đấy. Hoa tím đậm luôn này. Nhớ các bạn nhé. Đấy, bông này là bông hoa châu. Đá nở. Đấy, hoa tím đậm luôn. Đỏ rực này. Tím đậm luôn này. Đấy. Cây này thì chưa thấy cái vòi hoa nó đâu nhỉ. Đây, bên này đây. Đấy, vòi hoa nó đây. 420.000 một cặp. Còn ở đây em có 7 cái cây nó lá nhỏ. Ở đây một cây nó bị lỗi lá thì em bỏ ra đây. Đây đang hoa này. Đó, đang hoa ở lá gốc kìa. Đấy, cây này bị lỗi một lá này thì em cũng bỏ ở đây, là cây này cái thứ 7 thôi. Em cứ xem ba cái cặp lá nhỏ này đã. À, đấy. Ba cặp lá nhỏ này cũng đang hoa nhé, đang vòi hoa này, trong cặp lá này. Đấy. Mỗi cặp này em bán 300.000 một cặp như này. Chia sẻ cho các bạn. Châu đợt này thì rất là đồng đều luôn. Chỉ có 3 cặp này là cây lá nó nhỏ thôi đây này. Đấy, cây này đang nụ đây. Đấy, nụ ngay đây. Đó, có 3 cặp thôi. Với cả một cây lối lá là vào 7 cây. 7 cây nhỏ nhá. Cho là như thế đi. Đấy, 300.000 một cặp thì vào 150.000 một cây nhá các bạn nhá. Còn cái thằng 420 một cặp này thì nó vào 210.000 một cây. Đấy, các bạn thích cái phần hạ lan nào thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại là 0984754102 để đặt hàng trực tiếp thôi. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.